có người dòng bên kia đây. Không, cứ chạy bình thường à, chạy qua đó. Cái này là hành không nóng bằng này. Dạ, vậy là nóng bằng này. Sột thì cũng bán sột, mà nó lên thì mình bán lên. Bán lẻ bao nhiêu? Bán lẻ ra hai lần. Cái hạn sử dụng không thấy nó đâu. Không thấy à, này thấy nè. Đây này nè. Dạ, thấy à. Đây nè. Thấy à, thấy à. Còn máy quạt nó. Máy quạt có. Này nhau mũi hả? Nhau mũi. Dạ, lượng khách đến thì cũng đều thường thứ bảy nhật thì khách thường là đông nhất, những ngày lễ và ngày cuối tuần khách đến thì đông, còn ngày bình thường thì khách đến cũng trung bình. Khách xài như chung xài thường xuyên sẽ biết à, và còn chất lượng thì nó có tem mạc với cái mã vạch của đơn xuất xứ của nguồn gốc của hàng hóa. Nói chung về mỹ phẩm thì nó nhiều lắm chị, đa dạng lắm, nó có hàng của Thái, hàng Malai, rồi hàng Mỹ, hàng Pháp, đủ loại hết trơn á. Hàng địa chẳng có chị, nói chung hàng địa cũng chiếm cũng khoảng 30-40% đây. Mình bán như vậy, như có một số sữa tắm với ấy cũng có hàng nội địa, dầu gội cũng vậy. Dạ. Cái nhập khẩu luôn. Cái nhập khẩu nó
Chị đến từ đâu ạ? Chị ở Cần Thơ. Rồi. Chị ở Cần Thơ, chị đến đây bao nhiêu lần rồi? Chị đến đây rồi rất là nhiều lần, nhưng mà tại vì thấy cái shop em này em bán cái giá rất là chính xác. Em bán tại vì thấy vừa uy tín nè, vừa bán đồ thì không có bán đồ giả. Thấy không? Là chị lại chị đây mua là cứ dẫn phải đặt ở đây mua. Tới đây là đi mua. Mua xà bông về này kia về rồi Cần Thơ xài. Chứ ở dưới giờ Cần Thơ cũng có bán, siêu thị nó cũng có bán nhưng mà nó bán mắc. Tại ở dưới đó nó bán một bịch thì bữa có hội chợ là bán tới 180, 170 mà đây em là bán 140. Đó là bán cái giá mềm nhưng mà bán cái nào nó ra cái đó. 180 à. Dạ. Ủa sao bữa hôm tính chị? Dạ. Ủa mấy thằng này? Thằng Thông Phong, Thông Phong Thái đang hết hàng. Bữa thằng Thông Phong làm gì vậy? Thông Phong phải không? Dạ, Thông Phong đang hết hàng. Cái thằng này là hàng gì của Thái? Alo của Thái, nó sẽ xài Thông Phong. Cái hàng dập lửa lửa. 145 ngàn. Không biết cái nào tốt rồi chú đưa nè. Thì hàng này nè, cái vết xét nè, từ ngày trước đây hả? Mới chừng, coi thử nè. 45 đi lấy hai chai. Tôi muốn mua là bao lẻ rồi. Tôi đi cả ngày rồi.